Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào khoảng 0 giờ 40 phút sáng ngày 28 tháng 5, căn nhà một trệt, hai lầu trên đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh chạy đến tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do ngọn lửa bùng phát mạnh, hàng xóm lân cận cũng ôm đồ đạc chạy ra ngoài. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã điều 7 xe và 45 chiến sĩ đến tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, phun nước dập lửa. Đến 3 giờ 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến VH 22 tuổi mắc kẹt trong phòng thiệt mạng. Hai người khác bị thương là HH 16 tuổi và XV 25 tuổi, cả hai đang được điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương. Hai người ra ban công kêu cứu, cảnh sát đã dùng xe thang cứu được cả hai, người còn lại mắc kẹt trong phòng tử vong, một chiến sĩ tham gia chữa cháy cho biết. Vụ cháy khiến 378 m² diện tích căn nhà bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản, vật dụng.